Xin chào các bạn và các em nhỏ đã ghé đến kênh Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay qua chăm sóc vườn nha các bạn. Vườn thứ hai của em mình thì mấy ngày rồi, hình như mệt quá không có qua tưới cây 2 ngày rồi. Hôm nay sẽ qua tưới rồi nhổ cỏ rồi chăm bón. Rồi có gì thu đó nha, cầm rổ đây. Bây giờ đi tưới cây, sau đó bữa hôm đó bón phân được một nửa rồi, còn một nửa chưa bón phân. Đây các bạn ơi, nhiệm vụ là ngày nào cũng phải tưới cây. Cứ trồng ra là phải tưới. Cái vườn này thì mình không có nhiều thời gian cho cái vườn này nhiều. Sẽ cố gắng nha các bạn. Cố gắng qua buổi sáng đó, để được nhiều thời gian hơn. Còn đi chung với anh xã mình đó, lúc nào anh cũng hối. Hối, double hối. Hối mà nói chung là hối khi nào mà đi không nổi té dài thôi, leo xe cái ông chở về mất tiêu. Lần nào cũng vậy. Hối quá. Hôm đó mình bón phân cho cây dưa leo nè, dưa leo chanh nè, chút xíu nữa sẽ có mấy trái dưa leo chanh được thu hoạch nha. Ít chuông bây giờ ra trái luôn nè các bạn, rất là nhiều thứ ở cái vườn. Hôm nay trời nắng rất là đẹp, ong bướm bay. Chút xíu nữa mình sẽ kiểm tra xem mâm xôi rừng có chứ mình sẽ hái luôn. Vui quá các bạn ơi. Làm video hàng ngày á đó, làm gì quay đó cũng vui nha. Sau khi tưới cây chập các bạn, chỗ này á thấy cây cà tím ra trái quá chừng, nhưng mà có một số cây nó hơi thiếu phân á, mình sẽ bón phân nha. Đây là phân này mình mua từ mùa đông á các bạn ơi, organic bón rau củ quả nè đó. Giờ mình rải vô đây rồi mình tưới thêm nước để cho cái mấy cây cà tím này nó kịp thu trái vào mùa thu. Cái phân này nó cũng rất là nhẹ nhàng, nó không có quá mạnh làm cho cây chết nha các bạn. Phân organic là thức ăn, là thức ăn đó, thức ăn xương cá rồi tôm cua cá gì đó người ta bỏ đó, người ta xay ra người ta bón, là phân thiên nhiên, không có dùng chất hóa học trong này. Cho nên mua phân này bón thì hơi mắc tiền chút xíu, nhưng mà an toàn cho sức khỏe nha. Đó. Rồi, phải đều xung quanh. Rồi, xong cà tím thì những cái lá bự mình ngắt bớt đi, để cho nó nãy chồi nó ra thêm những cái cành đó, rồi nó sẽ ra thêm cành, ra thêm trái nha. Đó, một chậu đã xong, xong là phải tưới nước liền, chứ thôi quên. Vui không các bạn? Rải phân phải bịt khẩu trang lại chứ cái bụi của nó vô trong mũi mình rất là khó chịu các bạn. Rồi, xong một chậu, qua cái chậu thứ hai bên này. Vậy thôi, bây giờ mình đi tưới hết đi. Vẫn bốn phân giống như vậy, đi tưới hết giống như vậy luôn, sau đó sẽ thu hoạch nha. Các bạn ơi, làm vườn từ sáng giờ mình qua đây là 11 giờ 25 phút. Mà bây giờ mấy giờ rồi anh? Bây giờ là 3 giờ rưỡi nha các bạn. Mình bón phân rồi mình cột cây rồi mình nhổ cỏ. Tất cả ở cái vườn là từ 11 giờ rưỡi mà đến 3 giờ rưỡi rồi, chưa xong nữa. Bây giờ anh xã mình đi làm về, anh ghé anh mua. Đây, anh mua được ổ bánh mì với cái bánh ngọt với chai nước. Đó, bây giờ mình sẽ ăn, ăn cho đỡ đói. Xong cái anh xã mình đang bên kia kìa. Mình mới làm có dãy bên này thôi, bón phân, cột cây, rồi bấm cây, rồi xỏ gốc cho cây để cây mau ra trái. Rồi bên kia, anh xã mình bên kia thì còn lại đó, khu vực bên đó cũng rất là nhiều rau củ quả. Mà bên đó thì mình mới bón phân 2 tuần trước, mình chưa bón lại. Rồi anh xã mình bây giờ đang tưới giúp mình ha, tưới giúp mình cái phần còn lại. Mình làm một dãy này thôi với một nửa dãy kia thôi á, mà hết mấy tiếng đồng hồ các bạn. Bón phân, xới đất, rồi nói chung làm đủ thứ hết á, ngắt ngọn, rồi thụ phấn cho hoa.
đó. Xã đi làm về mình dặn ảnh ghé tới đây mua cho mình bánh mì đây. Còn đây là bánh bánh ngọt. Bánh ngọt cái gì đây, để mình xem cái này cái gì. Này là bánh mì nha, bánh mì đặc biệt thơm ngon, không tiền một ổ. Anh xã mình trả tiền, mình không trả, cho nên gọi là không tiền một ổ. Đây gồm có, tay mình có đất cát gì không, gồm có gì ta, bacon, thịt heo hun khói chiên giòn, cà chua và thịt thịt nguội ha. Đó, đầy đủ. ăn từ nãy giờ chưa thu hoạch nha các bạn, mới làm vườn thôi đó. Lần đầu tiên thì mình mới làm vườn ở đây lâu như vậy, tại vì bây giờ cây cối nó phát triển, nó bò ra tùm lum đấy, mình phải qua thu gọn cái vườn lại. Đổi mẫu của người Mexican, mẫu này tốt hơn cái nón, đội không có bay mà cái rộng, cái vành nó rất là rộng, nó che được giống như cái dù mini vậy. Từ sáng á, mình qua đây cái mình không có, em mình nó đi làm hết rồi, mình qua đây cái mình không có đem đồ ăn. Mình chỉ đem nước thôi, mình uống nước từ sáng giờ 4 chai rồi. Rồi vô trong xe lục được cái bánh gì á, hạt nấc á, mấy cái hạt almond, hạt gì đó, kẹo bánh gì mình ăn đại cho đỡ đói. Giờ mới được ăn no nè. Mũ thú vị không? Wow, ngon nha. Cái này là ở trong hãng của anh xã mình bán. Anh xã mình ở chỗ chỗ làm á, anh mua luôn, anh khỏi mất công ghé tiệm, mua ở chỗ làm của anh chạy về đây luôn. Đói bụng nó ăn nó ngon dễ sợ luôn. Wow, ngon quá. Ăn cái gì á mình kẹp rau củ quả vô ăn thấy mà ngon. Ở đâu đây mình nhớ có trái cà chua ở đấy. Ăn trái cà chua nè các bạn, hái review luôn. Đây, cà chua rắc sô cô la. Sao cho các bạn thấy rõ. Đỡ hái. Rắc sô cô la tức là trái cà chua nó màu đỏ xung quanh. Nếu nó chín thì nó sẽ lốm đốm màu đen. Cho nên người ta đặt là rắc sô cô la lên trái cà chua. Người Mỹ người ta đặt nhiều trái cà chua, người ta đặt giống như là người ta đặt vậy thôi. Người ta đặt vậy thì mình đồng ý vậy thôi. Biết nói gì, rắc sô cô la trên trái cà chua, người ta thích thì người ta đặt. Đã. Bình thường rất là kén chọn, thích ăn bánh mì Việt Nam thôi. Bánh mì Mỹ thì hơi ớn, mà bây giờ đói bụng á, ăn nó tuyệt vời các bạn ơi, nó ngon cực kỳ, ngon lắm. Thịt hem, phô mai, cà chua, cái gì bacon đó, thịt xông khói. Mình ăn hết cái ổ này bao nhiêu phút vậy ta?
này giống như chả giò Mỹ nè các bạn. Chả giò nha. Không phải chả giò. Ở trong là thịt gà với phô mai. Cắn vô một cái là không biết mùi vị chả giò của Việt Nam đâu, chỉ là biết là bánh Mỹ thôi. Ở trong là các bạn làm rất là ngon. Thịt và phô mai. Cảm ơn cái mũ rất là nhiều. Cảm ơn cái mũ của người Mexican, Mexico các bạn. Rất là rộng luôn. Từ sáng giờ cái mũ theo mình che mặt trời chứ không thôi mình đen thui như cục than. Đây khoác cái áo màu trắng, dễ dò ánh nắng nó không có áp vào da. Ngon. Lâu quá mình không có làm video ăn. Mấy ngày hôm nay những cái video ăn cũ của mình á đang hot hòn hòn ở trên TikTok các bạn. Người ta coi quá chừng ở trên TikTok tới mấy triệu người coi. Những nhà làm video mà hài hước á, edit lại. Coi xong cái khán giả tràn qua kênh YouTube của mình coi. Coi nói tôi đến từ đây, tôi đến từ đó tới đây, có biết không? Nói tôi đến từ trang TikTok đó đó, tới đây nè. Cái bắt đầu mình chạy lên trang TikTok, mình xem mình thấy wow, rất là đông người xem. Mỗi cái video xem là 5-6 ngàn bình luận các bạn. Vô đọc bình luận mà mình cười, mà nói chung là cười hết ga. Cười mà không, nói chung là hết ga. Hết ga thì nó xẹp lại cái miệng thôi chứ giờ không biết sao ngừng nữa. Thôi mình ăn tới đây thôi các bạn. Đi làm vườn tiếp rồi tí nữa mình ăn tiếp chứ. Khả năng của mình mà ăn no kém lắm, mình ăn ít lắm. Ăn ít mà ăn kiểu đó, ăn nhiều chắc sụp nhà. Ăn xong không uống nước. Tưởng tượng đâu cái giếng mà nó khô, nó không còn nước. Cho tí nước vô. Aquatina. Hồi xưa mình thấy cái quảng cáo này mình rất là thích nghe các bạn. Cái giọng đọc giống như là đọc chuyện ma ấy, nhưng mà nghe cái nó đã khác. Người ta đọc là Aquatina. Aquatina. Mình nhớ cái quảng cáo ngày xưa các bạn còn nhớ không? Không biết bây giờ quảng cáo như thế nào chứ. Những nhà sản xuất bình nước như vậy là phải cảm ơn Vinh Nguyễn Thị nha, để mình quảng cáo lại nhãn hiệu Aquatina. Mình rất là thích giỡn, rồi giỡn trong này rất là nhiều các bạn, không biết sao nữa. Cái đây mới chính là thật của mình kìa. Còn cái mà ngày xưa mình mới làm video, tức là mình gượng ép nha các bạn, mình làm khách sáo, tức là mình nói rất là điệu, mình nói nhẹ nhàng, không có dám tiếng nói mà không có dám xem nó cao quá hoặc là nó mạnh quá. Tiếng nói lúc nào cũng êm dịu giống như xin chào các bạn, hôm nay mình ra vườn, mình trồng những cây hôm nay, các bạn xem có đẹp không? Hồi mới làm video vậy đó các bạn. Còn bây giờ là xin chào các bạn và các em nhỏ đã ghé đến kênh Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay mình ra vườn thiệt là thú vị, trên cái mức thú vị của cái mức thú vị của cái thú vị của ngày hôm nay vậy đó. Cho nên các bạn cứ đòi mình quay lại lúc xưa thì mình sẽ không quay được, tại vì lúc đó chưa có quen máy quay phim, rồi tất cả những cái gì cũng ráng dịu dàng hết mức có thể để ra những cái video thiệt là hiền hậu, thiệt là thùy mị, thiệt là đoan trang, mà quá cái cơ thể mình nó chịu không nổi. Bây giờ nó phải vùng lên các bạn. Bây giờ mới là chính là mình hài hước, nói xàm xí, rồi hơi
hơi phân này hơi mất cười chút xíu, đó là với thực chất của mình nha các bạn. Còn cái ngày xưa là cái gượng ép thôi. Bây giờ đi làm vườn thôi. Đi làm vườn thôi các bạn. Rồi, chuẩn bị mình sẽ hái trái dưa leo nha các bạn. Đây, vàng dưa leo bé bé nhỏ nhỏ của mình. Xem cái trái bự chưa nè. Đồ, hết sảy nha. Rớt ra một trái. Bỏ vô đây. Trái trên kia hái được chưa? Này hái được chưa anh? Hơi nhỏ. Hơi nhỏ hả? Để ngày mai. Mai mốt hái nha. Đây này có trái nào không? Cái này mình mới thụ phấn buổi sáng nè các bạn. Buổi sáng qua đây bón phân xới đất thụ phấn. Các bạn ơi, sôi nước mắt. Từ sáng đến giờ chảy mồ hôi, nước mắt sôi chừng 91 độ C thôi. Ồ, 91 độ F nha các bạn, sôi cùng với khí trời. Mình nói là 91 độ nhưng mà chữ F mình quên nói. Mình cứ nói quen ở đây, các bạn nói cái bà này bỏ xàm ghê, 91 độ làm sao mà nước nó sôi mất rồi, làm sao con người sống được nữa. Thôi, bây giờ mình hái thôi. Đây các bạn, đường trái dưa leo rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ hái trái này nha. Wow, cây dưa leo nó bò nha các bạn. Mới á, mới cột nó lên đó. Nhìn cái trái này. Hết sảy chưa? Dưa leo Hàn Quốc đặc biệt thơm ngon. Wow. Rồi đi qua đây đây, hái cà tím nha các bạn. Mình giới thiệu cho các bạn cà tím của mình 100 luôn. Lần đầu tiên trong đời mà mình thấy cái ông mà cấy ra cái giống cà này, ổng thiệt là coi như là có gì ta, ổng là gì? Không, ổng sao ta? Ổng có lòng, ổng có lòng gì, phóng khoáng hả các bạn. Bao nhiêu loại cà trên đời này, bao nhiêu loại cà trên đời này, ổng đặt hết trên cái cây này nha các bạn. Đây, cà tròn đó, cà tròn mà còn dính đôi nữa gần tới anh. Rồi cà tí hon cũng có, cà dài cũng có. Ô cha, nhìn cái trái cà này, nhìn ngon chưa. Thôi bây giờ mình sẽ cắt thôi, cắt cắt nha. Cà này chắc là đặt là cà móng tay đó. Búp, một trái. Hai trái. Wow, bỏ vô đây giống như được trúng số vậy ta. Còn nữa. Cắt. Ba trái. Còn nữa không ta? Đây, cái trái này. Anh đang nhớ đứng im chỗ vậy, linh đọt cái máy. Đây, trái này. Nó cong quá nè. Ba trái. Ui. Rồi mấy cái này nó chưa có kịp lớn lắm. Rồi. Bốn trái rồi. Đây. Đây có một trái. Cái này nó chưa được hả? Được chưa? Thấy nó còn non. Nó còn non, nó mới lớn. Ở đâu nữa đó? Ở đâu nữa mình thấy? Ở đâu? Đây. Thêm một đợt dưa leo nữa. Dưa leo này, dưa leo Mỹ nha các bạn, ăn rất là ngon đó. Nó cũng bò đó, mình mới cột lên hết á. Hôm nay mình qua đây 6 tiếng, 5 tiếng. Wow. Lần đầu tiên mình thu dưa leo có người quay nè các bạn. Coi, đã chưa. Xem, nãy mình đưa cho em mình hai trái đem vô nhà ăn rồi. Đây, tiếp tục một trái nữa nè. Hôm nay vườn nè. Đó, dưa leo ha. Trên có con chuồn chuồn kìa. Đây nữa nè. Đây một loại dưa leo ngắn nha. Nó ngắn ngắn thôi. Wow. Không ngờ hôm nay trời nó nắng á, là dưa leo nó nhanh lớn nha các bạn. Đó. Còn cái này trái mới bắt đầu lớn thôi. Còn rất là nhiều trái đang chuẩn bị lớn. Dưa leo này ăn ngọt mà giòn lắm, dưa leo của Mỹ nha. Đó. Wow, hôm nay toàn dưa leo không ta. Cà tím. Đây là cà của Nhung Hà, cuộc sống vùng núi ở Mỹ cho mình nè. Cà pháo màu tím á các bạn, trồng hoài mà nó chưa có lớn. Đó. Wow các bạn ơi, đây là cây sung con cọp của mình nè các bạn hỏi. Chị ơi, sung con cọp sao chưa thấy? Đây. Đây nè, quay gần cho xem nè. Đó, bây giờ nó mới bắt đầu ra trái. Năm này nó xum xê luôn trên này nữa nè. Đó.
Đây các bạn, em mình nó cho mình cái bánh plank đó. Thấy không? Ngon dữ ta. Ngon quá. Tuyệt vời. Quá hả? Ăn gì cũng phải rớt. Nè. Anh ăn rồi hả? Ăn chưa? Bánh lăng dừa nha các bạn. Ở trên là cái gì á? Cái này là gì ăn? Xoài. Xoài. Ngon quá. Làm vườn mệt đó, ăn miếng trái cây tráng miệng, bánh plank ngon bá trái. Để phần cho anh xã nè, cho anh nè, anh cầm ăn đi. Đó, bông cải xanh của mình nè các bạn, nó vậy thôi à, thấy không, thấy nó mập lên gì hết. Nó vậy, cái mình không hái cái nó lên dày vậy đó, nó chỉ dày với dày, dày với dày, dày với dày là xong, kiểu dày đó. Không hiểu sao nó vậy nữa, nó vậy thì mình nhìn nó cứ vậy hoài thôi. Tưởng đâu hết dưa leo rồi mà đây là một trái dưa leo lòng thòng qua cái thùng đó, hái luôn nè, ngon he. Hái cẩn thận không nó gãy tay đó. Đó, hai trái dưa leo rất là đẹp đó. Hôm nay là thu hoạch toàn dưa leo nha các bạn. Đó, tém gọn cái bí ngòi của dịch lại để cho chuẩn bị mùa thu á, nó ra rất là nhiều bí, tại bí ngòi của dịch này nó rất thích mùa thu, mùa thu lạnh lạnh đó, là nó ra nhiều lắm. Đây các bạn xem nè, nguyên một buồng luôn, cái buồng cao vậy á. Mà bí ngòi của dịch này ở ngoài chợ bán mắc hơn cái bí ngòi xanh nha. Đó, đó, đây nữa. Wow, hái non non á, ăn mới đã, mới mê. Mình thích bí này ăn non như vậy nè các bạn. Nó bự lên tí nữa cái nó không có ngon lắm. Khi nào thu bự ăn thử. Đây có một trái nè. Đây có một trái mới đúng size của nó nè các bạn. Nó bự lên cái nó sần sùi nha. Đó, các bạn có thấy không? Mình phải lấy cái mũ mình che vậy mới thấy được chứ thôi nắng nó chiếu. Hôm nay thu được 4 trái bí rồi đó. Còn đây là vô đây để thu hoạch nhanh tay hơn mấy anh sóc nha các bạn. Vô đây, vô đây. Đây, súp lơ màu xanh. Như vậy là lo bẻ liền. Nó lớn lên là nó cao nhồng, ra bông luôn. Đây một cái bắp súp lơ màu tím, tội nghiệp không. Mình chưa kịp bẻ, còn gì nó ăn mất tiêu. Giờ làm sao, nó ăn rồi mình đâu có bẻ được. Sợ cái răng nó dính chất độc làm sao. Thôi, mình để nó cho nó ăn tiếp đi. Đây các bạn, đi mót dưa leo. Đây một trái nữa nè, nó mọc chung với salad. Salad ngon chưa? Đó, bẻ cái salad nha. Salad này nó lớn quá cỡ rồi các bạn ơi. Bẻ vô ăn chứ để uổng nha. Đó, rất là nhiều nè. Bút chung nè, biết nó còn ăn được không? Vẫn còn tốt, chưa có đắng. Bẻ ngang các bạn, nó già rồi, nó ra thêm một đợt nữa là mình không có ăn nữa đó. À, đi qua bên này nè, xà lách này mình thích nhất nè các bạn. À, nó lâu già nha, lâu già, nó non hoài luôn. Lá nào như lá nấy ngon. Bên này
cứ bẻ hết là khoảng một tuần là nó ra cả chùm vậy đó. Chỗ này không biết mình thu hoạch bao nhiêu lần. Đây xà lách san hô xanh. Nhiều lúc mấy bữa mình vội mình hái xà lách nhanh, các bạn nói mình mạnh tay với rau rau củ quá, hái nhẹ nhàng thôi. Tại anh xã của mình á, anh thay hối á, cái mình hái cho nhanh đi về. Hôm nay qua đây cả ngày luôn, từ sáng cho đến chiều. Bí ngò của dịch nè. Dâu tây thì bây giờ đang rất lớn, tốt lắm. Không quên hái mâm xôi của cái rừng kế bên cho các bạn xem. Đây, mâm xôi chín rồi nè. Mùa mâm xôi đã tới các bạn. Hái cho đã tay. Nó chích các bạn ơi. Đó, một mớ trái đen nha. Để có mấy trái nè các bạn. Bên nhà mình nó tốt hơn nha. Nhà mình trái bự. Thú vị ha. Hai trái em hái đi. Này. Hút trái đen thui. Bên này. Này còn trái. Đây. Giờ mình đứng gần cây mật mỹ á các bạn. Mật mỹ nó rụng. Mấy cái trái không đậu nó rụng quá chừng. Này. Mật mỹ nè. Trắng. Quá chừng nó đắt trắng cái đen. Chùm này. Nó xanh khó thấy này. Xác đấy. Đó. Quá chừng đẹp luôn ha. Mận Mỹ nha. Triệu trái trên một cây. Đây. Ăn trái. Thèm chua quá. Đây các bạn. À, ăn trái nha. Chua. Chua dư á. Chua quá. Đáng ăn chứ không bỏ phí của trời. Chua mà muốn loạn thị luôn, các bạn không thấy gì hết trơn á. Đây là bí đẻ ra mì nha. Hôm nay quay cho các bạn xem nè. Nè, nó lớn. Nó nhanh lớn một cách nhanh lớn quá ha. Còn đây bí đỏ nè. Răng tới ăn. Đó, đẹp chưa. Hai trái nha. Bên này nữa nè. Đây nữa nè. Wow. Đây nữa. Tuyệt vời. Bí đẻ ra mì. Coi chà. Trái nào trái này nó bự quá. Wow. Chỗ kia nữa. Chỗ này. Chỗ này nữa nè các bạn. Đã quá. Nè. Xem nè. Mê ly. Ở đây nữa nè. Không biết mười mấy trái, mấy chục trái luôn á. Coi. Mê con mắt ha. Đó. Mê mắt luôn. Xa xa nè. Nhìn xa xa bí nó nằm như heo con. Đây là bí là khổng lồ. Pumpkin. Của Nhung Hà. Tặng cho mình cái hột giống. Mình gieo lên. Mình trồng đây các bạn. Giới thiệu bên này nè. Đó. Nó bự. Nó bự hơn cái nồi cơm điện kia. Đây các bạn. Wow, trái này. Các bạn ơi. Nó bự hơn cái mặt mình rồi, coi chừng nhúc nhích nó gãy trái bí cái là ăn cám nha. Đây. Rất là nhiều trái ở trong vườn. Wow. Thích quá nè các bạn. Đây là bí khổng lồ nha. Ý bữa nữa thử nó bự được bao nhiêu, mình không có bón phân gì hết. À, mình không có bón cái phân kích thích trái bự, mình cứ để bình thường thử nó bự bao nhiêu nha. Này. Bây giờ nó cũng bự cũng 4 kg rồi đó ha. Cỡ đó đó. Hết sảy chưa? Coi cái cuống của nó nè. Các bạn. Dễ ghét, dễ thương. Dễ thương muốn xỉu luôn. Coi. Wow, nó lăn. Bí ngoài xanh trắng. Ngon chưa? Đó. Có về nấu canh cho con mình ăn nha. Nơi cái rổ này đẹp tuyệt vời luôn các bạn.
được một trái bí ngòi. Còn rất là nhiều bí ngòi ở trong vườn á. Wow, cầm bí muốn xỉu nè. Đây bí này bí gì ấy ta? Bí này phải bí đẻ ra mình không? Sao mà nó bự đi? Hay là bí Hàn Quốc gì? Các bạn biết bí này bí gì không? Bao giờ mới được ăn? Đẻ thử trái được không? Thử trái không? Thử trái gì ăn thử nha. Để cho nó bự lại tiếp các bạn ơi. Tiếp tiếp. Thôi đi qua bên này. Đây là cà chua rắc sô-cô-la này. Được mấy trái thì hai mấy trái. Rồi ngừng tới đây. Mình sẽ hái một loại dưa leo rất là đặc biệt. Đây các bạn, dưa leo chanh nè, có mấy trái nè. Wow, trái này nó chín rồi nè. Nè. Wow, lần nào như lần đó muốn ăn trái dưa leo chanh này quá. Mệt quá, ngồi xuống đi các bạn ơi. Từ sáng giờ ngon quá. Có thấy không? Quá tuyệt vời. Giòn. Ngon quá. Trông giống như leo chanh này ăn có lạ miệng, giòn, ngọt. Hơi mùi dưa leo. Đậu Hà Lan. Ngọt ngay. Wow, đậu Hà Lan ăn sắm rất là ngon. Trái ngon ha. Hái cho đã tay đi các bạn. Cái trái ớt nó bự hơn cái cây ớt nên mình phải giải thoát cho cây ớt để cây ớt nó được lớn. Coi bé rồi, giải thoát luôn cái ngọn người ta luôn. Đây không biết làm sao mà trồng cái cây không phát triển mà cái trái phát triển thôi. Bẻ đi cho nó nứt lên ha. Trái ớt chuông này, món ăn ngon của vườn. Wow, mới ăn được trái dưa leo chanh. Thôi ngày mai ngày mốt rồi hái nha, giờ nó chưa có lớn lắm. Bạn xem dưa leo chanh của mình nè, nhìn đẹp ha. À, nó hơi giống trái chanh dây, có cái là nó nhạt màu thôi ha. Đó, hơi giống trái chanh dây. Đây, trái ớt bự quá, hái luôn. Hái cho tay nó lớn. Đó. Cưng thấy sợ luôn. Sợ mà cũng thích trồng nha. Đây lại mình trồng nguyên một thùng đậu Hà Lan mà loại đậu dẹp á. Loại trái dẹp nè. Khó tìm các bạn. Tìm không thấy đậu mà tìm đụng con rắn mới vui ạ. Nó mổ cho cái cốc. Trái thù lù thì khắp nơi trong vườn. Ngã lên ngã xuống. Đây các bạn. Đây cây táo tàu của mình nè các bạn. Ra xum xê hoa luôn. Nè. Wow, nó kết trái nè. Nó kết trái rồi các bạn ơi. Vậy là năm nay có táo tàu ăn thôi. Vậy, mình sẽ cắt trái bí nha. Bóp. Đây, được một trái bí. Đĩa bay. Vừa xanh vừa vàng. Nhìn đẹp ha. Wow. Wow, wow, wow. Cái rổ hôm nay thiệt là nhiều cây trái. Trái cây, rau củ quả này, cà tím nó đu giống như mấy con chuột, mấy con chuột mà lội trong thang tre đó các bạn. Con nó đen thù lui luôn.
Còn đây là cái súp lơ màu tím mình gieo nào giờ lên quá chừng quá đất. Đây vườn nho nhỏ của mình, dưa hấu tí hon và dưa leo mình trồng chung luôn, tại dưa hấu tí hon đợi nó lâu quá cái mình trồng dưa leo vô mình ăn trước, rồi dưa hấu nó sẽ lớn sau. Hôm qua đây mình sẽ hái ít xà lách tím nha. Xà lách này nó còn non hay là nó mềm ấy, khó hái lắm. Nó còn non quá các bạn, khó hái thiệt. Nó bự bự lên đó, cái nhánh nó cứng, mình dễ bẻ. Đó. Nguyên một vạt luôn. Này rảnh rồi ngồi tách ra từng nhánh, nhánh bẻ vậy. Mình muốn bẻ ngang luôn. Bẻ ngang nó cũng lên lại cái khác nha. Chứ để nó cao lên là nó già rồi. Này san hô nè. Không ăn là nó cao. Còn sót lại mấy trái dâu tây nè các bạn. Hái luôn. Mình mới bón phân để cho dâu trai dâu tây nó đang thêm ra trái đó. Mình hái đợt cuối vào tháng 9. Rớt hoài vậy. Và tháng 9 cái là ngủ đông luôn đó. Được mấy trái. Bên này nữa nè. Wow. Các bạn, hôm nay thì mình đi dọn dẹp vườn, bón phân cho vườn rồi vung vén hết 7 tiếng đồng hồ. Cuối cùng thì mình đã hái được 2 mâm. Một bên là dưa leo bí ngòi, rồi ớt chuông bí củ dịch, rồi bông cải xanh, dâu tây, bí đĩa bay. Hôm nay thiệt là vui vẻ nha các bạn. Mình đã hái xong rau củ quả rồi. Bây giờ thì mình xin tạm biệt tất cả mấy chậu dâu. Tạm biệt chỗ này, đi về nhà nha. Chúc các bạn xem video thiệt là vui vẻ và thiệt nhiều sức khỏe. Cảm ơn các bạn.